Chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh của mình nha. Hôm nay mình tiếp tục chia sẻ với các bạn về cái kỹ thuật trồng cây hoa giấy nha. Đó, thì hiện tại là bây giờ là mình đang quay cho các bạn xem cái một số cây hoa giấy nó đang vào mùa nắng và nở hoa rất là nhiều các bạn nhé. Đấy, hoa này nở nhiều hơn lá. Có khi các bạn nhìn từ xa hoặc là đến gần ấy thì thấy toàn hoa không các bạn, chả thấy cái lá nào. Mặc dù là cây hoa giấy nó có vẻ khẳng khiu và nhìn có vẻ nó khổ lắm, thiếu ăn thiếu nước, nhưng mà hoa thì toàn hoa không các bạn nhé. Ra cái cây này là cái cây đẹp nhất các bạn nhé, nở hoa rất đẹp luôn. À, cái gốc của nó đây các bạn này. Cái cây này thì hồi trước là trồng ở trong chậu nhé, hiện tại bây giờ là được đào và trồng xuống đất. Cái gốc này rất là to, cái hoành của nó phải đến 50 đấy. Và nếu mà tính ra thì bây giờ là trồng cũng đến 20 năm rồi các bạn nhé. Trồng 20 năm thì bây giờ nó mới được như thế này. Đây là cái cây hoa giấy Nhật nha các bạn, hoa giấy Nhật nhé. Hoa giấy Nhật thì cái đặc điểm của hoa giấy Nhật là nó dễ trồng và nó cũng phù hợp với khí hậu Việt Nam. Thì thời gian vừa qua mình cũng đã có dâm cành hoa giấy Nhật và hoa giấy của Việt Nam, thì mình thấy là đối với hoa giấy Nhật thì khi các bạn dâm cành là nó sẽ sức sống nó mạnh hơn, để nó ra rễ sớm và đâm đâm chồi ra lá nhiều hơn các bạn nhé. Đấy. Và khi hoa giấy Nhật thì nó cũng đẹp, và cái đặc điểm của nó là cái lá nó nhỏ, lá nhỏ, và khi cái vào cái mùa ra hoa ấy thì hoa rất nhiều. Đấy, rất nhiều và rất đẹp. Chia sẻ các bạn là bên này có một cây này các bạn này, bên này một cây này đây. Cây này thì nó nhỏ hơn nhưng mà nó cũng đang cái mùa ra hoa rất đẹp. Ở cái này nó hoa nó cũng hơi héo các bạn ạ, bởi vì mới đào ở trong chậu xuống trồng xuống đất, cho nên là bây giờ nó chưa, cái bộ rễ của nó chưa bén, cho nên là cái cành và lá nó cũng đang hơi héo một chút.
Đây là hoa giấy hồng các bạn nhé, màu hồng rất đẹp. Thì đối với cái cây hoa giấy này các bạn chú ý một số cái vấn đề khi trồng nhé. Đó là cái cây hoa giấy thì nó ở đây thì mình chia sẻ các bạn luôn về cái kỹ thuật trồng ấy. Thì các bạn có thể trồng dâm cành. Đấy, cái phương pháp phổ biến hiện nay là dâm cành để tạo cây giống. Thứ hai là đối với cây hoa giấy thì các bạn chú ý là sau khi mà nó các bạn dâm cành khoảng tầm 6 tháng ấy, là nó bắt đầu ra rễ và ra lá nhiều, thì các bạn bắt đầu đem ra đất trồng hoặc là các bạn đem đổ vào chậu nhé, các bạn trồng vào chậu sau khoảng nửa năm. Và cái cây hoa giấy này các bạn trồng thì khi cái cây này thì nó đặc điểm của nó là nó chịu hạn tốt nhé, nhưng mà không chịu ngập úng. Nếu các bạn trồng ở nơi ngập úng nhiều ấy, thì nó bị thối rễ và nó chết. Cho nên là khi trồng cây hoa giấy mà nó đã khỏe mạnh rồi thì các bạn nên trồng vào những khu vực mà thoát nước tốt và có nhiều ánh sáng. Bởi vì cái cây hoa giấy này là cây ưa sáng các bạn nhé. Và có thể là bóng trồng ở nơi có bóng râm một phần. Chứ còn nếu mà các bạn trồng ở nơi mát hoàn toàn thì nó cũng ít ra hoa. Đó, ở nơi nhiều ánh sáng thì nó mới hoa, nó mới nhiều. Và vấn đề thứ hai là cái cây này thì khi chăm sóc các bạn chú ý là mình sẽ bón phân chuồng hoai và phân NPK. Phân chuồng hoai thì các bạn bón khoảng 1 tháng 1 lần nhé. Và phân NPK thì các bạn bón 2 tháng 1 lần. Đó. Thì phân nào các bạn nên bón vừa đủ thôi chứ không nên bón nhiều quá. Và theo mình thấy thì cái cây hoa giấy thì nó phù hợp với lại cái phân NPK nếu các bạn bón vừa đủ 2 tháng 1 lần. Đó. Vì cái phân NPK thì nó có tác dụng là giúp cái cây hoa giấy nó đủ chất dinh dưỡng, ra cành và ra lá nhiều, cho nên nó sẽ phát triển rất là mạnh. Và sau khi vấn đề thứ ba là khi sau khi các bạn trồng 1 năm ấy, thì cái cây hoa giấy này nó sẽ khỏe mạnh rồi và lúc đấy nó có thể ra hoa. Thì để cho cái cây hoa giấy này ra hoa sớm ấy, thì các bạn nên tưới nước ít đấy, tưới các bạn tưới 1 tuần 1 lần. Đó, rồi cứ giảm dần cái lượng nước tưới xuống. 2 tuần các bạn tưới 1 lần, thậm chí là đến 3 tuần các bạn tưới 1 lần. Thì lúc đấy là cây hoa giấy này nó sẽ ra hoa các bạn nhé. Tức gọi là chúng ta ép nước ấy, hạn chế tưới nước thì nó sẽ ra hoa sớm. Còn nếu mà các bạn cứ tưới nước đầy đủ thì nó sẽ cứ tiếp tục ra cành với lá nhiều thôi, còn ra hoa thì rất là chậm. Cái này thì cũng mình trồng và mình đã có kinh nghiệm đấy nhá. Đó, vừa qua thì mình có chia sẻ một cái video về cái cành hoa giấy mà mình dâm 6 tháng thì nó đã nở hoa bằng cách là mình ép nước, tức là hạn chế tưới nước. Đó, các bạn cứ vào cái kênh của mình, các bạn tham khảo ở cái phần danh sách phát ấy, về kỹ thuật trồng cây hoa giấy. Thì các bạn vào đấy nhá, mình đã quay và làm chia sẻ cái video đó lên YouTube rồi, trên kênh của mình rồi nhá. Thì mình vừa chia sẻ các bạn về một số cái cây hoa giấy đang vào cái mùa nắng nở hoa rất là đẹp. Đó, về mùa nắng thì cái cây hoa giấy chủ yếu là phát triển vào mùa nắng thôi. Cho nên là các bạn chú ý là vào mùa nắng thì mình phải chăm bón nhiều hơn, bón phân tưới nước để cho cây nó phát triển nhé, nó lớn nhanh. Còn về mùa mưa thì cái cây hoa giấy nó phát triển rất chậm. Đấy, mình phát hiện ra là về mùa mưa thì nó giống như là ngủ đông các bạn ạ. Cành lá nó phát triển ít lắm. Đấy. Trên về mùa mưa thì mình cần chăm sóc nhiều. Thì hy vọng là với chia sẻ nhỏ của mình thì các bạn có thêm một số thông tin nhé, để các bạn tham khảo và các bạn trồng cây hoa giấy thì chúng ta làm cảnh ở trước nhà rất là đẹp. Và chúc các bạn trồng cây hoa giấy thành công nhé. Và sau video này thì bạn nào có câu hỏi thắc mắc hoặc là một số vấn đề mà các bạn chưa rõ hoặc là cần tham khảo thì các bạn cứ comment ở dưới và chúng ta cùng trao đổi và chia sẻ về kỹ thuật trồng cây hoa giấy nhé. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video nhé. Nếu các bạn thấy video của mình hay và ý nghĩa thì các bạn nhớ like nhé và chia sẻ nhé. Các bạn nhớ like và chia sẻ cho tất cả mọi người cùng xem nhé. Và đừng quên đăng ký kênh nhé để ủng hộ mình nhé, để mình có động lực làm thêm các video khác chia sẻ cho tất cả các bạn nhé. Rồi, xin chào tất cả các bạn.